Xin chào quý vị và các bạn. Hùng Huyền Đông Anh xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một sản phẩm đang có tại trung tâm Hùng Huyền Đông Anh. Đó là chiếc âm ly Acouphase có model là E303. Vâng, một chiếc âm ly đẹp xuất sắc mới về tại trung tâm Hùng Huyền Đông Anh. Một chiếc âm ly mà đẹp từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. E303 các bác nhé. Đây là một mẫu âm ly rất nổi tiếng của Nhật Bản. Nó được ra đời từ những năm 1980 và là một trong những thiết bị âm thanh cao cấp được đánh giá cao trong thời điểm đó. Âm ly Acouphase E303 có công suất là 250W. Nó có thể ghép được với rất nhiều những hãng loa cao cấp và đặc biệt là hãng loa Tannoy. Bất kỳ một model nào của hãng Tannoy thì âm ly 303 khi ghép với âm ly này cũng cho chất âm rất là hay. Và đặc biệt là thiết kế của model này rất là đẹp. Đây là âm ly tích hợp và được thiết kế khung thép rất chắc chắn, bền bỉ. Ở phía bên ngoài là vỏ gỗ màu nâu sẫm, rất đẹp. Một thiết kế đẹp mắt và một chất lượng hoàn hảo. Và cho đến tận ngày nay thì âm ly Acouphase E303 vẫn là một trong những chiếc âm ly được anh em yêu âm nhạc tìm mua rất nhiều. Và nó được đánh giá cao trong giới âm nhạc. Hiện nay âm ly Acouphase E303 đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá là 31 triệu đồng. Nếu như các bác đang cần tìm một chiếc âm ly có chất lượng cao, hình thức đẹp để ghép với những dòng loa nổi tiếng thì xin mời hãy đến với Hùng Huyền Đông Anh để thưởng thức, để chiêm ngưỡng và đánh giá chiếc âm ly Acouphase E303 này. Mọi chi tiết xin liên hệ Hùng Huyền Đông Anh qua số điện thoại 0984285477 hoặc có thể đến xem hàng trực tiếp tại trung tâm Hùng Huyền Đông Anh ở địa chỉ số 10, 12, ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện với Bưu điện huyện Đông Anh. Vâng, tôi xin nhắc lại là chiếc âm ly Acouphase E303 đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá là 31 triệu. Ngoài chiếc âm ly Acouphase E303 này thì tại đây còn vô số những mẫu âm ly khác các bác nhé. Đủ các mẫu mã của các hãng khác nhau và đặc điểm chung của những sản phẩm tại Hùng Huyền Đông Anh là những sản phẩm rất đẹp, được tuyển chọn rất kỹ càng từ trong ra ngoài và đặc biệt là hàng zin xịn và nguyên bản. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip của Hùng Huyền Đông Anh. Khi xem xong video clip, quý vị và các bạn đừng quên nhấn like để ủng hộ Hùng Huyền Đông Anh nhé. Đừng quên nhấn like và chia sẻ bài viết. Vâng, Hùng Huyền Đông Anh rất cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ Hùng Huyền Đông Anh trong suốt thời gian qua.